Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái tiểu cảnh mình mới vừa làm xong. Một cái tiểu cảnh nhìn sơ sơ thì nó trẻ con đúng không các bạn? Nhưng mà mình rất là thích. Đây là cái nắp lưu, cái miếng lưu bể hôm trước mình đã trồng một cái cây sam 86 lên. Đó thì làm một cái gác và một cái cầu thang, trong đó có hai em bé đang ngồi thì nó rất là hồn nhiên các bạn, rất là tự nhiên. Mà những cái tiểu cảnh như vậy thì cũng có thể xảy ra ở ngoài đời thật, thì rất là tự nhiên. Thì cái hướng của mình đó là làm cây hay là làm tiểu cảnh gì đó thì cũng muốn hướng về một cái giới trẻ em và giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ xem thì sẽ thích cái tiểu cảnh này hơn và sẽ yêu thiên nhiên hơn và quan tâm nhiều tới thiên nhiên hơn. Đó thì cái hướng mình là như vậy các bạn. Thì thông thường thì tiểu cảnh người ta hay phối lão triều phu đốt củi hoặc là lão ngư câu cá, hay là những cái cây như thế này thì sẽ làm con trâu hoặc là cây nhà gì đó. Thì mình thay đổi một xíu mà chỉ có một cái gác và hai em bé đang ngồi đó. Hai em bé đang ngồi rất là hồn nhiên và tự nhiên đó. Thì cái cây này thì nó vẫn còn chưa có đủ tàn để cho mình uống các bạn, nó vẫn còn thiếu. Thì sau này mình sẽ phát triển thêm về cái hướng này. Đó là mình sẽ làm một cái tàn tam giác lợn đó, thì nó sẽ bay theo một cái tàn đuổi như vậy đó. Đó, nó bay xuống thì sau này nó đủ tàn rồi mình mới làm được, còn bây giờ thì mới định hình là như vậy thôi đó. Thì ngọn cho mình vẫn kết thúc như vậy thôi, là sau này mình vẫn tỉa mỏng và thưa đi. Thì hy vọng là các bạn xem thì sẽ cho mình ý kiến về cái loại tiểu cảnh như thế này. Thì những tiểu cảnh như thế này thì nó vẫn có thể xảy ra, và nó trong tự nhiên thì nó vẫn có vẫn có và có thể, và mình cũng rất là muốn những cái tự nhiên nó có những cái như thế này. Nếu có điều kiện thì sau này mình nhất định sẽ làm một cái này với một cái cây thật và một cái gác thật giống như vậy. Thì mình cũng nên thay đổi một chút xíu về tiểu cảnh các bạn, thì cũng không phải nhất thiết lúc nào thì cũng là cái lão triều phu hay là ông tiên hay là lão ngư câu cá hay là con trâu vân vân. Thì mình có thể thay đổi các bạn, thay đổi làm sao để cho nó mới hơn, nó lạ hơn, nó không có bị khuôn khổ, không bị nhàm chán. Thì đó là cái mục đích để mình hướng tới. Mà làm cây cũng vậy các bạn, mình cũng sẽ hướng tới về cái kiểu làm cây tự nhiên, làm cây cho nó giống với cây ngoài thiên nhiên nhất có thể. Thì các bạn xem thì góp ý cho mình về cái tiểu cảnh này đó. Thì đây là chỉ là mới định hình về cây thôi, thì sau này nó phát triển thì mình sẽ update cho các bạn xem. Thì clip ở đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Thì bạn nào cảm thấy thích clip này thì đừng quên đăng ký kênh và like cho mình một cái. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những cái clip tiếp theo.